Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, rất vui được trở lại và đồng hành cùng với 500 anh em trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Hôm nay thì đầu tháng làm tí sự kiện cho nó rực rỡ anh em nhở. Không biết là bây giờ chơi cái sự kiện nào nó ngon nhất để hôm nay mình sẽ xuống tiền với đâu đó khoảng 15.000 FC để có thể nâng cấp cái đội hình này. Lâu lâu chưa trở lại cái ác chính để build team thì chắc là cái số tiền này mà xả sạch được thì sau đó tôi sẽ build thêm một hình mới nhá. Chơi tỷ phú hay là chơi lucky ball là ok hơn nhở? Tỷ phú quá đã anh ơi à. Tỷ phú là bao nhiêu FC một vòng ấy? Full vòng này là bao nhiêu tiền anh em? Ở đây hiện tại là tỷ phú ra mắt từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, có nghĩa cũng mới này. Thằng Lucky Ball này thì nó sẽ ra mắt tương đối lâu, nó chơi khoảng tầm 1 tháng. Tỷ phú là bao nhiêu? Full một vòng tỷ phú là bao nhiêu? 20.000 à? Còn thằng Lucky Ball này là bao nhiêu? Thế là cũng không đủ, như thế này mình không đủ cái vòng đấy, cũng chưa ổn lắm. Còn cái này thì là Legendary cộng 3. À, có vẻ là cái vòng Lucky Ball này nó cũng vừa, nó mới ra đúng không? Thằng Lucky Ball này là mới ra đây này. Thế thì tôi thử lòng của Lucky Ball. Lucky Ball này thì bao nhiêu là full nhở? Tầm 27.000 thì mới full tỷ phú. À, thế thì nó cũng đéo đủ anh em ạ. Mình cũng chưa đủ vòng thì cũng không hay. 10 năm chưa đủ anh ạ. Thế làm quả Lucky Ball nhá. Thử luôn vì hôm nay hình như là mới ra mắt ngày mùng 1 này. Hôm nay đúng là mùng 1 luôn. Thì vào cái sự kiện này là hợp lý luôn. Rồi, đầu tháng mùng 1 tháng 3 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chơi sự kiện mới cứng của FC Online diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 3 tới ngày 31 tháng 3 với Lucky Ball. Thì tôi thấy full một cái vòng này nó cũng sẽ có cho anh em một gói Legendary 103 cộng 8. Nó cũng là một gói thẻ cũng rất là xịn sò rồi. Với Legendary thường anh em sẽ có những gói thẻ rất đắt đỏ, đâu đó khoảng 1.000 tỷ. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với anh em thử cái nhân phẩm xem là chúng ta sẽ được những gì. Ở đây chúng ta đang có khoảng 15.000 FC các bạn nhé. 15.000 FC, rồi vụt cái sự kiện này nào. Lucky Ball được 800 này. Ủa Lucky Ball này là 18.000 à. Thiếu một tí anh em, thiếu một tí bơm thêm tí đi. Cũng chưa đủ đâu nhá. Ở đây là 1.000 lượt thì mới đủ nè. Thế tôi làm thêm tí anh em nhá, làm thêm tí nào. Tính ra một vòng là bao tiền? 15.000 này chia cho 830. Ở đây là 15.000 đúng không? Ở tầm đó đi. Thì là mỗi vòng là bao tiền? Mỗi vòng là 18 FC à? À 18 FC. Thì lấy 18 này đi nhân với con số 170 thì nó thiếu đâu đó khoảng 3.000 FC nữa anh em ạ. Đó, tầm là 3.000 FC nữa anh em nhá. Đúng rồi, đúng 18.000 FC. 3.000 FC. Để mà 3.000 FC thì sẽ tương ứng đâu đó sẽ khoảng củ rưỡi anh ạ, củ rưỡi là đủ nhá. Tôi thiếu củ rưỡi nữa là đủ. Rồi vụt luôn. Mẹ cả tháng ăn sáng của tôi, có lẽ là bây giờ tôi sẽ nhịn ăn sáng cả tháng thôi anh em ơi. Rồi. Ok, quay nốt nhá anh em nhá, quay nốt. Cả sáng ăn sáng của tôi đấy, vợ cho đúng đúng 50.000 một bữa ăn sáng đấy. 1.5 triệu nhân 30 ngày mẹ đúng luôn cả một tháng ăn sáng còn gì nữa. Rồi đâu rồi, vụt nốt nào anh em ơi, vụt nốt nào. Đủ cái vòng sự kiện nào. Rồi ok xong. Mẹ đúng chơi 1.001 lần ạ, dã man chưa? Đúng một vòng nha. Nói chung là chơi cái sự kiện này sẽ tốn, tổng cái sự kiện này anh em sẽ tốn đâu đó khoảng 9 triệu anh em nhá. 9 triệu Việt Nam đồng. Thì ngày hôm nay anh em hãy cùng xem là với 9 triệu chúng ta sẽ được gì nha. Rồi bây giờ sẽ là quà tích lũy nào. Mấy cái lượt này đéo cần chọn thì thôi nha. Ơ, để con mẹ mày bấm lộn con mẹ, nó chọn luôn cái thằng ở giữa ạ. Vãi cả trưởng, chưa nhìn cái gì cả. Rồi tiếp tục nào, chọn nào. Vừa rồi chọn nhầm mẹ rồi. CC này, VTB8 này, Toti Fake 5 này. Ây chà. Chọn gói đéo nào bây giờ được nhỉ? Lấy VTB đi nhỉ. Ok, lấy đại con mẹ đi. Cứ cộng 8 mà vụt. LH8 Cap 8. LH8 Cap à? Cap thì 115. Không được 5.000 tỷ là thất bại. Ok ok, yên tâm là tôi sẽ phải thừa đấy. Làm gì mà không được 5.000 tỷ anh em. Rồi lấy con cộng 8 này đi. Ủa tính ra cũng nhiều gói thẻ chọn đấy chứ. Ui có SPL 8 luôn cả. Mê đấy nhở, vụt. BTB 8, vụt. Nói chung mấy gói nhìn xịn, vụt luôn. Ui có Legendary 8 luôn á. Ui con này từ 6 đến 8 thôi các ông ơi. Càng đấy. Quả 9 củ này phải chắc chiêu đấy. Chọn lại nào. Ở đây là NG 8 này, FA 8 này. Gói này đấy ai nhở anh em nhở. 23 NG săn ho luôn, ok vụt.
Rồi sẽ có con Hoa Lun này cho anh em. Có Hoa Lun là tôi sẽ build một đội hình của bố đương đại hay gì đó luôn anh em ạ. Đá Hoa Lun ở đầu tàu. Kế đó ở đây có LL8 vụt mẹ luôn chứ còn gì nữa. Tiếp theo đó ở đây cũng là LL8 vụt luôn. Và ở gói cuối cùng, gói cuối cùng thì có BTB này và có Legendary 8 vụt, chắc chắn là Legendary 8 rồi. Ok chưa? Xong nha anh em nhá, full một vòng Lucky Ball. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại act chính để nhận nào. 5 minutes later. Ở đây thì mình sẽ khởi nghiệp bằng 200 tỷ BP tươi thôi. Sao tôi nghèo đấy nhở? Bây giờ mới trở lại quả đồ hình có 200 tỷ BP ạ. Bây giờ 200 tỷ BP thì mua được cái gì đây? Rồi vụt nào. Chúng ta sẽ ngó xem nào sẽ được bao nhiêu BP nha. Uầy, 1.100 tỷ này. Rồi, tiếp nào. 800 tỷ, ok, chúng ta có 2.000 tỷ này. Build hình mẫu luôn hả anh ơi? Tùy, tí nữa nhá, xem cái gói mình mở ra là như thế nào đã rồi mình sẽ chốt, được chưa ạ? Ôi, cũng được nhiều tiền đây này. Vèo vèo cái lên được 4.000 tỷ đấy, 4.000 tỷ BP tươi đấy. Rồi, ok, mở hết đây nào. Chuẩn là bao nhiêu? Đúng 4.000 tỷ nha. Được khoảng 4.000 tỷ BP tươi. Dã man đấy, rồi bây giờ đến gói thẻ nào. Thế là nhiều rồi, 4.000 tỷ BP tươi là cũng dã man rồi đấy anh em ơi. Không phải là một số lượng ít đâu. Tương đối là nhiều đấy. Rồi UCL tôi mở thử nào. Rồi, ok, vụt 23 UCL 109 cộng. Đây là những con hàng đầu tiên mình mở với mũ UCL lửa. Rõ rồi. Bồ đào nha. CB Ruben Dias. Là một con xúc miệng Ruben Dias của mùa giải này. 16 tỷ thôi à. Hơi rẻ nhờ. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có là Upamecano, Sumer Coben và Nuit Alberto. Được. Nói chung là ban đầu có lửa là cũng có một gì đó gọi là tín hiệu tốt rồi. Đây UCL ôn nữa này. Cái gì mà min thế anh em? Gói đấy mở như thế là đọc rồi. Còn gì nữa mà min? Có lửa lướt đàng hoàng là tốt rồi. 15.000 FC, các ông cứ lấy số 15 đấy chia 2 thì là ra 15.000 FC đâu đó khoảng tầm 7,5 triệu. Ui mẹ, con này sao bẩn thế nhở? 22 UCL ôn này nhìn cỏ rác thế nhở. Rồi bây giờ mở một vài những gói thẻ nó căng tay hơn một chút đi. Một lốt con 23 HP kép này nhá. Xin nhẹ một con Son Heung-min cũng được. Được không? Đéo được luôn ạ. Grammaric ghẻ bẩn thế nhở. Có vẻ đéo ổn rồi anh em ơi, đéo ổn rồi. Ôi sao lại có icon này từ đâu ra ấy nhở? Cái này là mới à? Có icon người Hà Lan và icon 106 này. Vụt luôn nhá. 106 cộng. Tôi bao giờ mở 106 đâu mà. Ok, lửa. Không lửa luôn, 109 ra Bota. Rồi làm cái icon người Hà Lan này. Quả này ra CF. Hiện tên Gullit. Quả này ra Gullit thì nó gọi là LED luôn đấy. Rồi, người Hà Lan thì còn ai nữa? Còn có vòng chạy mà. Hôm nay có vào test Pháp 10k tỷ hôm qua Bilco A. Ok, cảm ơn sĩ nhá. Có gì anh sắp xếp cố gắng sẽ vào kịp đấy. Mong là kịp. Hơi mờ mịt tăm tối đấy. Rồi, E21 ôn 8. Gói này thì cũng không có nhiều kỳ vọng lắm đâu. Những cái gói này thì gọi là những cái gói mồi thôi anh em ơi, đừng. Vừa bảo có CF luôn ạ. Vãi trưởng, người Hà Lan có CF nhưng không có lửa thì chịu rồi. Rồi, ok, có tí nữa nào. Borin, mẹ mình lửa đúng 10 tỷ luôn, thề 111. Ghẻ thế hả giời. Ok, chấp nhận. Rồi, bây giờ mở gói căng cái tay lên một tí đi anh em ơi. Ta lên mở những gói nào nó xịn xịn hơn một tí để mang cái tính sát thương cao cho anh em. Rồi, vụt cái gói cap 8 này. Min của gói này là 115. Và anh em cũng biết rồi, mấy khi tôi mở min đâu mà anh em. Đó, mở vù luôn. Vào phát click ngay. Được chưa ạ? 118. Nó là rõ, lửa là rõ rồi. Romani Haji à? Haji mùa này cao lắm đúng không? 118, 119. Mẹ ơi, 116 cận cả min luôn ạ. Vãi trưởng kìa. Ok, BOE này. Không min nhá, không min là một sự thành công rồi anh em ơi. Rồi, gói này là 100 cộng, min lại là 115. Thì anh em cứ cộng tầm 118, 119 là ra thôi mà. Một là Benzema, hai là Harry Kane, thế thôi. Rồi mở. Ai? Italy, Chiesa. Ôi chết mẹ, Chiellini rồi, Chiellini à. Ui, vãi cả bìu, không đến được Chiellini, Acerbi luôn ạ. Min luôn, min chúa luôn này. Ra ngay quả lớp bìn cày thế. Rồi ok, tiếp tục nào. Ok, tôi lo được cho anh em đấy.
23NG à? Từ, có 23NG chỉ định này, tính mở sau đi. Rồi BTB 100 cộng. Mẹ mày, quả này mà 110 năm nữa, khả năng tôi có khi phải suy nghĩ đến việc xóa thẻ đấy. Quả này mà ra min nữa thì khả năng suy nghĩ đến việc xóa cái gói thẻ này luôn đấy. Được chưa? Anh bao giờ min đâu, CB người anh. Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Stone thôi á. Rồi không sao, cũng may nó là 117, không là tôi xóa luôn đấy. Bực cả người thật. Rio Phơ mà không xuất hiện nhở. Đây rồi, 102 cộng có ngay. Min là 117. Khả năng cao gói này 120, 121. Rồi vụt. Đây này, gói này mới chứng minh cho anh em là không bao giờ mở min. Quả này 117 là tụt huyết áp ngay đấy. Itani à? LB Itali là Zambotta hay thằng nào? Mẹ đen rồi. Zambotta này sao đọc quả lệnh nó chuẩn thế không biết. Đọc quả lệnh muốn nó đéo ra nhưng đéo hiểu sao đọc lúc quả lệnh chuẩn đét Zambotta luôn thề. Min luôn kìa. Ta muốn trầm cảm luôn với mày đấy. Min luôn rồi này. Lé được hai phát không min, bây giờ lại trở lại với min. Cày điên luôn đấy. Hãy nói với tôi đây là một CB người Đức đi, tôi ăn mừng luôn đấy. Rồi chỉ cần cờ Đức hiện lên là Rudiger xuất hiện. Đức Anh à? RB chà bố mày, RB người Anh thì thằng chó nào bây giờ. Nipramento 110 năm, cay thế nhở. 200 tỷ. Chưa đến 200 tỷ. Cao cày quá nhở. Vào lại xúc lại mà. Bực nhở, hay là nhìn con 4.000 tỷ của tôi nó có vẻ nó hơi ổn, không ổn lắm nhở. Làm con cộng 10 dấu ít tiền đi, có vẻ để tiền đây nó hơi đen anh em ạ. Dấu ít tiền đi nào. Đây rồi. Ok, Mbappe 10 nhá. Dấu. Dấu hết sạch tiền đi anh em ơi. Giả nghèo giả khổ tí anh em nhá. Mbappe 10, anh em nào có bán tôi vậy nhá. Bây giờ sẽ còn gói nhá. Thôi mồi tạm con này đi nào. Mồi tạm con này đi. Ai bán thì đúng cay, cái gì mà ai bán. Ai bán hộ tôi xin luôn đấy, năn nỉ luôn đấy. Ai bán cho tôi con đấy tôi bù lại 5 triệu nhá. Anh em nào bán cho tôi Mbappe tôi bù 5 triệu luôn mà. Mbappe 10, ai bán con đấy. Ui, lửa. GK. Củ tỏi mẹ rồi. Cái gì đấy, này còn không đến thằng củ tỏi luôn á. LOL 103 hay LOL chỉ định hơn nhỉ? Thôi lấy 103 mở trước cho đỡ đau đầu đi nhá. Ok. Mỗi anh em đang xem nhá, mỗi người để lại cho ai lớp 1 like cho đỏ cái. Đây là những gói gọi là chung kết rồi. LOL 103 cộng. Đừng nói với tôi là 118 nha. Đừng nói với tôi đây là 118 nha. Rồi lửa, rõ rồi. Người gì? Người Tây. Tiền đạo Tây Ban Nha LOL à? Thằng nào nhở? Đồ Thomas à? Ui vãi cả đấy. Được thu mắt 529 tỷ. Được chưa? Ổn rồi đấy. Con này cũng là một trong những tiền đạo hay bậc nhất của Real Madrid với 2/5 năm. Được chưa? Ngon rồi, 500 tỷ. Rồi, bây giờ sẽ là những gói chỉ định đi. Gói 6-8 này nghe hơi phèn nhỉ anh em nhỉ. Nhưng cố gắng lặn cái gói này ra nhá. Cố gắng lặn gói này ra cộng 8 Legendary này. Legendary 6-8 là gói ngon nhất đó anh á. Cái gì đây? Mày mở gói này ra gì vậy em? Sao lại bảo anh đây là gói ngon nhất? Thôi ngon nhất anh mở luôn cho anh em cho nó đỡ hồi hộp vậy. Phải ngon không Hòa ơi? Ngon của em đây à? Ơ! Đức! Tiền đạo người Đức, Closer á? Closer 8. Phải ngon chứ em? Ngon nhất là như này đây á? Ngon nhất đây hả em ơi? Hòa ơi! Chắc ngon nhất chưa đấy? Sao lại có 50? Cay điên luôn mà, hồi ra cộng 8 thì còn đỡ không? Mở 3.000 tỷ si chó bởi cái gói đấy à? Thế thôi con này. Gói này chắc là tôi mở ra rô béo rồi. Gói này chắc chắn là tôi mở ra rô béo rồi. Không phải nói nhiều làm gì cả đâu anh em ơi. Rồi LOL chỉ định nào. Lọc nhẹ tí nhá. Rồi đây là gói LOL chỉ định top 70. Phương án lý tưởng nhất là chúng ta sẽ có một con Mbappe
Rồi đọc quả lệnh nhá. Người Pháp vị trí tiền đạo cánh phải là rõ với gói thẻ này. Vụt thôi. LL top 70 chỉ định. Rồi lửa. Ok rồi lửa này. Pháp Brazil à? CB người Brazil. Mẹ cái thằng Demiro à? À Ibanez cái thằng chó này. Vãi cả đái, tao mở mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn có mặt ở đây hàng chó Ibanez này. Cay nhờ. Toàn 117 thôi ư, đau thế nhờ. Mẹ thằng Ibanez này nó có duyên gì với tôi mà ra suất vậy? Scan 10.000 đồng. Anh trai nghiêm tim 23 UCL Inter Milan của anh. Ok, anh sẽ sớm vào nhá. Ở đây thì như nào nhờ? Có phải lọc lạch gì với gói 23NG này không anh em? Thế thì đéo cần phải lọc đâu anh em ơi, lọc là cút đấy. Thôi ok, nghe cái tin của anh em gửi về, lọc là cút. Trời. Rồi lộ rồi, ok có ngay rồi. Rồi lửa là rõ ràng. Xin cho tôi một cái cờ của Đan Mạch. Hơi lùn 100 ca ngay mặt cười. Đó anh em nhá. Sao lại có Ferguson nào đây? Chà bố, cái thằng danh con này 300 tỷ bạc. Đen thế nhở, mày sao mở đen vậy? Lại min à? Lại phôi ngon. Phôi ngon hay là ngon đấy? Được cái gì mà được. Giờ thì có lẽ là hết rồi. Chúng ta còn một gói duy nhất. Rồi. Đây là gói cuối cùng ở ngày hôm nay. Legendary 103 cộng với mức thẻ cộng 8. Theo lý thuyết, min với gói thẻ này sẽ là 118. Nhưng đối với tôi, gói thẻ này không ra rô béo hoặc là Shevchenko là một sự thất bại. Và tôi hy vọng sẽ là hai cái tên đó có mặt trong ngày hôm nay. Một là Brazil, hai là Ukraine, thế thôi. Được chưa anh em? Anh em tất cả ở đây thả cho tôi một phím De Lima để tôi có thể trở về bờ một cách an toàn. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ cùng chào đón Rolando De Lima sẽ đến với gói thẻ Legendary cộng 8 này. Mở. Ok. Giang hồ mạng HP. Đừng mắc cái lele, đừng mắc cái lele, mắc thôi. Tây Ban Nha. Thủ môn đừng nói là Iker Casillas nhá. Cay thế nhở. Không những là I love min rồi còn là I love GK nữa. Trời ơi, điên cái đầu thật đấy. Tưởng là tiền đạo là Fernando Torres. Ra mẹ Iker Casillas nghe đau đớn thế nhở. 122 nhưng mà là thủ môn. Ngon rồi á. Ngon à? con này ngon á. Ôi dồi ôi, tôi tưởng con này là cùi chứ sao này lại là ngon à? Ồ, vẫn ngon luôn á. Ồ, tôi tưởng là con này cùi ít nhất phải tầm khoảng... Ôi, bán được con này. Phôi to luôn à, ok đấy, 122. Bán nhẹ nhàng, con này có 2.000 tỷ. Ok đấy, bú. Ok. Gói này là tôi thành công đấy nhờ. Rồi, tổng kết lại này. Tôi sẽ có đâu đó khoảng 4.000 tỷ BB tươi. Iker Casillas, De Tomás tầm khoảng 2.500 này. Leve ở dưới này tầm hơn 1.000 nữa. Nói chung là tiền thẻ nếu mà mở linh tinh ra nữa với cả tất cả những gói thẻ mà tôi chưa mở ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có được đâu đó khoảng 8.000 tỷ. Tầm đấy các bạn nhé. Với đâu đó khoảng 9 triệu đầu tư với một sự kiện này, các bạn sẽ được đâu đó khoảng 8.000 tỷ BB tươi nếu như mở đỏ giống tôi nhá. Nếu mà mở đỏ giống tôi đấy nhá.